Xung đột vũ trang ở Ukraine khiến giá xăng dầu leo thang chóng mặt. Ở cách xa hơn 7.000 km, chúng ta vẫn cảm nhận rõ nhiên liệu hóa thạch là hữu hạn ra sao và ảnh hưởng ra sao đến đời sống thường nhật. Bảo đảm tự chủ, cân đối nguồn năng lượng, hướng đến cuộc sống xanh là mục tiêu không chỉ của Việt Nam mà của toàn cầu. Nhưng quốc gia nào mới đang là người dẫn đầu, nhờ vào đâu? Quý vị quan tâm, hãy đồng hành cùng Tech Explain để có câu trả lời. Có những động lực từ thực trạng biến đổi khí hậu, diễn tiến khó lường của xung đột địa chính trị, đại dịch cùng yêu cầu cao hơn về sức khỏe đời sống, môi trường. Ngày nay, chi phí cho năng lượng tái tạo giảm mạnh, nhiều chính sách xanh được đưa ra khắp nơi trên thế giới. Năng lượng tái tạo đến từ nhiều nguồn, phổ biến nhất là năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, sinh khối và thủy điện. Tuy vậy, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở mỗi nước là không giống nhau. Ở đất nước nhiệt đới, ví dụ như tại Việt Nam, nơi ánh nắng ưu đãi, điện mặt trời là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, công nghệ và nguồn lực tài chính cũng là cấu phần quan trọng. Không phải là tất cả chúng ta năng lượng tái tạo là giải quyết hết. Mọi vấn đề về nhu cầu điện thì chúng tôi trong tổng số đầu 8 chúng tôi cũng phải cân đối lại năng lượng tái tạo bao nhiêu, thủy điện bao nhiêu, nhiệt điện than bao nhiêu, nhiệt điện khí bao nhiêu và để mà chúng ta có thể phát triển một cách bền vững và hệ thống lưới điện đi đồng bộ. Gần 30% lượng điện tiêu thụ trên hành tinh là từ năng lượng tái tạo. Na Uy là nước có tỷ trọng năng lượng sạch lớn nhất vì gần 99% sản lượng năng lượng của nước này đến từ các nguồn tái tạo. Dữ liệu này được cung cấp bởi Enerdata, một công ty nghiên cứu về năng lượng toàn cầu. Theo niên giám từ 1990 tới nay, Na Uy vẫn luôn là quốc gia đứng đầu. Đất nước này là người chơi lớn trên thị trường năng lượng thủy điện. Chính phủ sở hữu tới 9 nhà máy thủy điện lớn nhất. Điện gió cũng là một thế mạnh. Nhờ vào địa lý, Na Uy phát triển tốt với thủy điện. Tuy nhiên, người dân cũng phải trả giá điện cao vào mùa đông hoặc là khi mưa ít. Brazil đứng ở vị trí thứ 2 với hơn 84% năng lượng xanh. New Zealand thứ 3. Trong top 10 có 4 quốc gia Mỹ Latin. Cần lưu ý rằng những quốc gia trên không phải là những quốc gia có tổng sản lượng điện tái tạo lớn nhất thế giới. Họ có tỷ trọng năng lượng sạch cao nhất, ít phụ thuộc nhất vào năng lượng hóa thạch. Đó cũng là điều dễ hiểu và không ngạc nhiên khi nhìn vào UAE, Ả Rập Saudi, Kuwait hay là Algeria, khái niệm tái tạo ở các quốc gia này gần như không tồn tại. Năng lượng tái tạo rất quan trọng nhưng không phải không có điểm yếu. Hầu hết chúng đều chịu tác động khó lường của tự nhiên. Hãy thử tưởng tượng một trận hạn hán khiến con đập trở nên vô dụng, lấy đi nguồn cung duy nhất của một quốc gia. Gió thì không liên tục, chi phí tua pin thì quá đắt đỏ. Và tới đây, pin với khả năng lưu trữ năng lượng tái tạo chính là giải pháp công nghệ mở ra một cuộc đua cho các doanh nghiệp toàn cầu. Theo số liệu từ Statista, đến nay, địa cầu đã có hơn 10 triệu chiếc xe điện không sử dụng xăng dầu. Pin xe điện ngày càng tối ưu hóa, giúp năng lượng dự trữ tốt hơn. Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc đua này. VinFast hiện đang hợp tác với Goshen Hightech nghiên cứu và sản xuất cell pin LFP không dùng đến các nguyên liệu thô hiếm tác động môi trường như là coban, mangan. Hệ thống pin của Tesla hiện nay được coi là lớn nhất thế giới, hiện có thể lưu trữ hơn 129 MWh năng lượng, được tích trữ bởi hệ thống tua bin gió. Con số này có thể cung cấp điện cho 30.000 ngôi nhà cùng lúc và sẽ sớm được nâng cao lên 150 MWh. Elon Musk cũng là tỷ phú chịu khó cải tiến pin cho năng lượng xanh. Mẫu pin 4680 chúng tôi giới thiệu mạnh gấp 6 lần pin cũ, trong khi giá thành giảm 14% do sử dụng silicon để thay thế vật liệu đắt tiền. 100% pin dùng trong ô tô điện của chúng tôi là loại tái chế được. Tuy vậy, các mẫu pin mới do Tesla, Panasonic, VinFast hay LG nghiên cứu tới nay vẫn chưa hoạt động hoàn toàn ổn định, hiệu năng và an toàn như pin lithium, loại pin phổ biến được dùng trên toàn bộ các loại xe điện hiện nay. Dù là một giải pháp tích trữ năng lượng sạch hiệu quả, pin lithium vẫn rất cần đến khoáng chất nickel. Hôm 16 tháng 3, giữa chiến sự Ukraine và Nga, thị trường xe điện toàn cầu toát mồ hôi vì 18 phút kinh hoàng. Giá nickel liên tục phá đỉnh từ 30.000 USD một tấn, cán mốc 100.000 USD một tấn chỉ trong vài ngày, khiến các sàn giao dịch phải rút phích, tạm dừng giao dịch. Đi cùng pin xanh cho tương lai, Việt Nam cũng đang nghiên cứu thiết kế, thăm dò, xây dựng các mỏ xanh nickel, giảm CO2 và tiến tới đạt mục tiêu không phát thải. Trong những năm gần đây, nhu cầu pin điện được sử dụng rộng rãi, tỷ lệ kim loại nickel được sử dụng trong sản xuất pin hiện chiếm khoảng 4% tổng sản lượng nickel thế giới.
Cùng với sự phát triển của công nghệ in 3D, giá thành điện mặt trời, tua bin gió ngày càng rẻ, những hình thức lưu trữ động năng của con người cũng được thử nghiệm. Thế giới đang chuyển dịch tích cực sang năng lượng tái tạo. Do vậy, khi dân số ngày càng đông đảo, cách mạng số ngày càng phổ biến, năng lượng tái tạo sẽ còn cần những bước tiến xa hơn để đáp ứng nhu cầu của ngày hôm nay và cả ngày mai.